Rồi, bây giờ nhá. Chị nhìn này. Loại hàng thì lấy ký tự thứ tư trong mã hàng, tức là cái mã này đúng không? Lấy ký tự thứ tư. Thứ tư là x. Thứ tư mà. 1 2 3 4 vậy là số số 1. Số 1 này thì mình sẽ dùng hàm gì? Giữa. Đúng rồi. Đúng rồi, hàm mít, được chưa? Đầu tiên là từ hoặc là đoạn văn cần lấy ký tự đúng không? Tiếp theo là vị trí ký tự bắt đầu lấy, vị trí thứ mấy? Thứ tư, đúng rồi, cần lấy mấy ký tự nhỉ? Một, chính xác, đóng ngoặc lại và enter. Ok chưa? Là mình đã có ngay loại hàng là loại 1. Được chưa? Nào tương tự, ví dụ như cột suất này thì sao? Lấy ký tự cuối cùng trong cột mã hàng. Cuối cùng đúng không? Cuối cùng thì mình sẽ dùng hàm gì? Cuối cùng đây, nhìn vào đây. Hàm gì? Nó sẽ là lấy ký tự từ bên nào? Chữ x, đúng rồi. Chữ x thì là lấy ký tự từ bên phải, mình sẽ dùng hàm. Đúng rồi, hàm right. Vậy thì em có gì đây? A là từ hoặc là đoạn văn cần lấy ký tự. Lấy mấy ký tự nhỉ? Mình chỉ lấy mỗi chữ x thôi. Thì là mấy ký tự? Một, chính xác. Enter. Xong chưa? Ok, làm cho em nhé. Đúng rồi. Chắc là không nhớ.